Cái vấn đề mà an ninh về phòng cháy ở đây là rất là tệ. Vậy đó rất là nhiều lần ý kiến luôn. Những cái lắp mà báo hiệu phòng cháy chữa cháy á, là chủ đầu tư bàn giao căn hộ á, là cho đến bây giờ là 7 năm luôn mà không có hướng dẫn người dân để tháo những cái lắp.